điểm đầu tiên chúng tôi ghé lại là tham quan một cửa hàng làm bạc. Nghề bạc ở Inle khá nổi tiếng và uy tín, là một trong những lựa chọn mua quà lưu niệm của nhiều du khách khi đến Inle. Từ cửa hàng này, chúng tôi đi sâu vào tham quan ngôi làng ven hồ. Mỗi ngôi làng ở đây đều có một nét đẹp riêng, thôn quê và dân dã. Những ngôi nhà sàn nối nhau bằng những bờ đất, những cây cầu gỗ khá cao nối liền những con kênh. Dạo bước trên những ngôi làng thanh bình ở quanh hồ Inle, lòng cảm thấy bình yên vô cùng. Chúng tôi không còn cảm giác xa lạ nữa. Cuộc sống trên hồ cứ êm đềm trôi, nhìn người dân sống bình dị, đơn giản, những người phụ nữ kéo sợi, dệt vải, đàn ông rèn dao và nông cụ. Thấy chúng tôi dạo bước trên những con đường đất nhỏ, nối những ngôi nhà với nhau, bà lão mời chúng tôi vào nhà uống trà. Tóc bà bạc, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Ngôi nhà sàn của bà lão khá cao, bậc thang độc mộc, chắc chắn bắt đến lối vào. Ngôi nhà của bà khá kiên cố và kín đáo, nhà có 2 tầng, các vách ngăn bằng những miếng ván lớn. Nhà bà ở vị trí khá đẹp, nhìn qua cửa sổ có thể quan sát được một góc ngôi làng. Bà lão pha mời chúng tôi một ấm trà mới, hương vị của trà Myanmar gần giống với trà Việt Nam. Trong thời tiết trời lành lạnh, trà nóng giúp chúng tôi ấm hơn. Ngôn ngữ cơ thể là mối giao tiếp duy nhất giữa chúng tôi. Trong ngôi làng bên hồ Inle này còn có trạm xá, trường học. Tiếng thiếu niên đồng thanh vang vang giữa ngôi làng thanh bình. 2 lớp học, chỉ hơn chục học sinh. Cô giáo viết lên bảng bài để cho học sinh cùng đồng thanh đọc. Chúng tôi khá thích thú khi được dự thính lớp học của học sinh Myanmar giải toán bằng tiếng Anh.